여러분, 안녕하세요. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Du học Hàn Quốc cùng Zilla. Hiện tại, tại Việt Nam, tiếng Hàn được xem là một trong những ngôn ngữ thu hút được nhiều người học nhất. Việc học ngoại ngữ là một quá trình lâu dài và đòi hỏi sự kiên nhẫn để các bạn vượt qua được thử thách cũng như là làm chủ được ngôn ngữ đó. Cũng như bao những ngoại ngữ khác, tiếng Hàn cũng có những chứng chỉ làm tiêu chuẩn đánh giá năng lực của người học. Tùy thuộc vào mục đích thi chứng chỉ và các đối tượng thi chứng chỉ mà chúng ta sẽ có những cái chứng chỉ khác nhau. Nhưng trong số đó, chứng chỉ TOEIC là cái tên mà chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đã từng nghe qua trong quá trình chúng ta tìm hiểu ngôn ngữ này. Khi các bạn tiếp cận với TOEIC, có phải trong đầu luôn xuất hiện vô vàn các câu hỏi như là TOEIC là gì? Đối tượng nào nên thi TOEIC? Du học Hàn Quốc có cần thi TOEIC không? Và đăng ký TOEIC như thế nào? Đúng không nào? Và không ít lần gặp bối rối vì không biết nên bắt đầu từ đâu để ôn thi TOEIC. Để giải đáp tất tần tật các câu hỏi trên, trong video này mình sẽ chia sẻ một số thông tin về kỳ thi TOEIC để các bạn có thể nắm rõ và hiểu rõ hơn về kỳ thi này nhé. Bắt đầu thôi nào. Một, TOEIC là gì? TOEIC là cách viết tắt của cụm từ trong tiếng Anh Test of Proficiency in Korean, trong tiếng Hàn được gọi là Hangulgo Neunyeo Siheum. Đây là cách gọi của tên kỳ thi năng lực tiếng Hàn được tổ chức hàng năm bởi Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc. TOEIC được dùng làm thước đo để đánh giá trình độ sử dụng tiếng Hàn của người học như một ngôn ngữ thứ hai dựa trên các phần thi như nghe, đọc và viết. Đối tượng nào cần thi TOEIC? Theo quy định, đối tượng tham gia kỳ thi này phải là người nước ngoài hoặc kiều bào người Hàn Quốc, không áp dụng cho người bản xứ. Ngày nay, với sự phổ biến và sự rộng mở trong việc ứng dụng chứng chỉ mà đối tượng thi của TOEIC cũng trở nên vô cùng đa dạng, bao gồm những người theo đuổi tiếng Hàn như một ngôn ngữ thứ hai, những người có nguyện vọng sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, những người mong muốn xin việc làm tại công ty Hàn Quốc hoặc có điều kiện tốt hơn trong việc làm. Tầm quan trọng của TOEIC là gì? Là một trong những chứng chỉ tiếng Hàn quan trọng và giá trị nhất hiện nay. TOEIC được đánh giá rất cao về sự chính xác và khả năng đánh giá thực tiễn trình độ người học. Như vậy, nếu bạn đang có dự định đi du học hay làm việc tại Hàn Quốc thì việc sở hữu một chứng chỉ TOEIC là một điều vô cùng cần thiết. Bạn cần phải chuẩn bị và bổ sung TOEIC và hồ sơ để xin visa, xin học bổng và các thủ tục khác. Cấp bậc của chứng chỉ TOEIC càng cao thì tỷ lệ đậu visa của bạn sẽ càng cao. Đối với các chương trình du học hiện nay, chỉ có chương trình du học tí là không cần bằng TOEIC. Các chương trình đào tạo hệ đại học D22 và hệ cao học D23 đều có những tiêu chuẩn riêng về bằng chứng chỉ TOEIC này. Bên cạnh đó, đối với những ai mong muốn được làm những công việc liên quan tiếng Hàn tại Việt Nam, thì TOEIC cũng là một tấm vé giúp cho bạn lọt vào đôi mắt xanh của người tuyển dụng. Và việc sở hữu chứng chỉ TOEIC cũng sẽ giúp cho các bạn tăng thêm những phúc lợi trong công việc. Sau khi tìm hiểu được về khái niệm của chứng chỉ TOEIC, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các cấp độ của chứng chỉ TOEIC nhé. Chứng chỉ TOEIC được chia ra làm 6 cấp, trong đó sơ cấp sẽ là từ cấp 1 đến cấp 2, trung cấp sẽ là từ cấp 3 đến cấp 4 và cao cấp là từ cấp 5 đến cấp 6. Và kể từ tháng 7 năm 2014, TOEIC đã được chia ra làm 2 loại là TOEIC 1 gồm cấp 1, cấp 2 và TOEIC 2 gồm cấp 3 đến cấp 6. Với sự phân loại trên, tùy thuộc vào các mục đích sử dụng chứng chỉ mà các bạn có thể đăng ký kỳ thi TOEIC 1 hoặc kỳ thi TOEIC 2. Mỗi một cấp sẽ chứng minh và đánh giá được trình độ của người học theo các cách khác nhau. Phần thử thách nhất trong việc chinh phục TOEIC luôn luôn là cấu trúc của đề thi. Thời gian thi TOEIC 1 la mã là 100 phút với 2 phần thi là nghe và đọc. Với TOEIC 2 la mã, thí sinh sẽ thi trong 180 phút với 3 phần thi là nghe, đọc và viết. Để dễ hình dung hơn, chúng mình cùng nhìn vào bảng sau nhé. Ở TOEIC 1, phần nghe sẽ bao gồm 30 câu và thi trong vòng 40 phút. Phần đọc sẽ gồm 40 câu và thi trong vòng 60 phút. Ở TOEIC 2 La Mã có 3 nội dung thi, 50 câu nghe trong 60 phút, 4 câu viết trong 50 phút và 50 câu đọc trong 70 phút. Một lưu ý nhỏ là với TOEIC 2, phần nghe nghe và thi viết sẽ thi trước trong cùng một lúc. Sau khoảng thời gian nghỉ, chúng ta sẽ tiến hành thi đọc. Đặc biệt, cấu trúc đề thi viết của TOEIC sẽ gồm có 4 câu với phương thức làm khác nhau. 2 câu yêu cầu điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống trong đoạn văn cho sẵn và 2 câu yêu cầu viết bài văn nghị luận ngắn với đề tài cho sẵn. Điểm tối đa của mỗi nội dung thi đều là 100 điểm, vì vậy tổng điểm của TOEIC 1 La Mã là 200 điểm và tổng điểm của TOEIC 2 La Mã là 300 điểm. Số điểm cộng lại giữa các nội dung thi sẽ cho thấy trình độ tiếng Hàn của bạn đang ở dừng lại ở cấp bậc nào của TOEIC. Vậy nên hãy tính toán thật kỹ số điểm bản thân mong muốn trước khi ôn tập bạn nhé. Đối với TOEIC 2, nội dung thi đang được dự kiến sẽ bổ sung phần thi nói trong thời gian sắp tới. Chính vì vậy, bạn sẽ cần theo dõi thông tin cũng như là trau dồi kiến thức và ôn luyện nhiều hơn để làm quen được với đề thi.
Kỳ thi TOEIC được tổ chức khá nhiều lần trong một năm ở Hàn Quốc cũng như là các quốc gia khác, nên cơ hội để chúng ta sở hữu một tấm bằng TOEIC là vô cùng rộng mở. Tại Việt Nam, TOEIC thường được tổ chức cố định khoảng 5 lần trong một năm vào các tháng 4, tháng 5, tháng 7, tháng 10 và tháng 11 và đăng ký trước kỳ thi khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh gần đây cho nên kỳ thi TOEIC tại Việt Nam đã giảm xuống còn 3 kỳ trong một năm là tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Chính vì vậy, ngay khi bạn có ý định lấy tấm bằng TOEIC thì các bạn hãy theo dõi thông báo và nhanh tay đăng ký nhé. Kỳ thi năng lực tiếng Hàn được tổ chức tại 7 khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hải Phòng và có thể là Đà Lạt. Mỗi khu vực sẽ có địa điểm đăng ký khác nhau. Thông tin về địa điểm thi và thời gian thi TOEIC luôn được Shinda cập nhật và đăng đầy đủ chi tiết trên website. Mình sẽ để link website ở dưới phần mô tả để các bạn có thể tham khảo lựa chọn địa điểm thi phù hợp với điều kiện của bản thân nha. Sau khi xác định được địa điểm và thời gian thi, mình muốn chia sẻ một số thông tin cần các bạn lưu ý để tránh được những sai sót trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đăng ký. Cách thức đăng ký: hiện nay hầu như tất cả các địa điểm thi đều yêu cầu đăng ký online. Số lượng thí sinh của kỳ sẽ không giới hạn đăng ký, ngoại trừ Thành phố Hồ Chí Minh. Và vì tất cả các thí sinh đều không được tự ý thay đổi địa điểm thi, cho nên các bạn cần phải cẩn thận trong việc lựa chọn địa điểm thi nhé. Từ năm 2022, lệ phí thi TOEIC đã có sự thay đổi nên các bạn sẽ cần chú ý và chuẩn bị lệ phí theo quy định nhé. Cụ thể, TOEIC 1 La Mã sẽ là 300.000 và TOEIC 2 sẽ là 400.000. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau: giấy đăng ký dự thi theo mẫu của địa điểm đăng ký, hai ảnh thẻ 3x4, bản sao của căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và lệ phí thi. Sau ngày thi khoảng 1 tháng, các bạn có thể truy cập trang web để xem điểm. Các xem điểm cũng được Zilla cập nhật và hướng dẫn trên website nên các bạn có thể truy cập để xem điểm nha. Vậy chúng ta nên phân chia thời gian và cách thức ôn tập như thế nào để đạt được số điểm cao? Thứ nhất là xác định mục tiêu. Như mình đã chia sẻ thì chứng chỉ TOEIC sẽ dành cho cả 3 trình độ là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Việc chọn lựa cấp bậc là mục tiêu sẽ giúp chúng ta khoanh vùng và lập kế hoạch ôn tập hiệu quả hơn. Thứ hai là chọn tài liệu. Việc chọn tài liệu ôn thi cũng là một bước quan trọng để các bạn có được nền tảng tiếng Hàn vững chắc khi thi. Để hỗ trợ cho các bạn, Zilla cũng có bài viết tổng hợp những đầu sách tốt nhất giúp cho các bạn vượt qua kỳ thi TOEIC một cách thuận lợi. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia các lớp luyện thi của các trung tâm để có được lộ trình ôn tập hiệu quả. Hiện tại, Zilla cũng đang triển khai các lớp tiếng Hàn online miễn phí không đồng để tiếp sức cho các bạn nữa đó. Liên thông tin của các lớp học của Zilla mình cũng sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể tham khảo nhé. Thứ ba là phương pháp ôn tập. Việc ôn tập không phải là quá trình diễn ra trong ngày 1, ngày 2 mà nó đòi hỏi một khoảng thời gian dài cùng với sự kiên trì và tính nhẫn nại của các bạn. Mỗi người sẽ có công thức riêng để đạt được kết quả tốt nhất, cho nên các bạn hãy tham khảo thật nhiều nguồn để đạt được kết quả tốt nhất nhé. Ngoài ra, chúng ta cũng cần có một kế hoạch cụ thể để tránh việc chạy nước rút sát giờ thi. Sau khi có được chiến lược, mình hy vọng các bạn sẽ duy trì việc học một cách nghiêm túc để bám sát được tiến độ học tập. Và trước giờ thi, chúng ta sẽ cần lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ mang theo giấy tờ tùy thân và phiếu dự thi. Thứ hai, chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị bút xóa kéo. Bởi vì khi thi, các bạn sẽ sử dụng bút riêng của ban tổ chức và khi sai sót, chúng ta sẽ dùng bút xóa kéo để xóa. Nhưng nếu chúng ta quên mang bút theo bút xóa kéo thì chúng ta có thể im lặng giơ tay để ban tổ chức có thể mang bút xóa kéo cho các bạn nhé. Thứ ba là có mặt trước giờ thi khoảng 20 đến 30 phút bởi vì cổng trường sẽ đóng lại trước khoảng 20 đến 30 phút và thí sinh đi trễ sẽ không được vào thi. Thứ tư là nộp điện thoại di động cho ban tổ chức thi. Theo kinh nghiệm của mình thì điện thoại của chúng ta sẽ được giám thị giữ riêng cho một vali, cho nên là các bạn có thể yên tâm và nhận lại điện thoại sau khi thi kết thúc nhé. Mình hy vọng rằng những thông tin mình đã chia sẻ vừa rồi sẽ một phần nào đó giải đáp cho các thắc mắc của các bạn về kỳ thi TOEIC. Mình tin rằng chỉ cần có đủ quyết tâm thì tất cả các chúng ta có thể vượt qua được những khó khăn và thử thách. Chúc các bạn có thể đạt được kết quả tốt nhất trong những kỳ thi TOEIC sắp tới. Hãy bấm like và subscribe cho Zilla để biết thêm những thông tin bổ ích về việc du học Hàn Quốc nhé. Còn bây giờ thì annyeong.